Xin chào các bạn, mình là Tuấn Anh. Chúng ta cùng quay trở lại trong chương trình Học Revit nhé. Hôm nay thì mình sẽ phân tích thêm cho chúng ta một số các vấn đề nhỏ trong chuyên đề tường kiến trúc. Bây giờ thì mình thử tạo một cái phào gỗ ở chân cái tường này đi. Đơn giản thôi, mình cũng vào Matrix Profile mình tạo, đúng không? Thì mình tạo rất nhanh thôi, File này. Rồi vào trong phần New này, đúng không? Family. Sau đó mình sẽ chọn Hình lịch này. Mình chọn là Matrix Profile. Mình dùng lệnh li này, li hoặc là đây mình dùng được cái này đi, mình vẽ này lên. Thông thường thì cái phào gỗ thông thường nó cao khoảng tầm 900 đúng không các bạn, 900 này, đúng không, 900 như này, nó sẽ khoảng tầm dày khoảng tầm 30 như này, đúng không? Mình cứ vẽ một cái hình khối vuông trước như này đi, nó sẽ như thế này, đúng không? Sau đó thì cái phần bên trên đỉnh này thì đâu đó nó sẽ cái kiểu như này, đúng không? Đâu đó nó sẽ kiểu như thế này, cong cong này tí chẳng hạn, dùng cái này đi. Cong cong một chút xíu này. Đoạn này nó ở bên dưới này. Bên trên thì thường nó sẽ như thế này. Bên trên thì nó sẽ thường có cái đỉnh đỉnh như thế này. Đúng không các bạn? Đấy, thường nó sẽ có cái đỉnh đỉnh như thế này. Đó. Sau đó thì nó sẽ có những cái chỉ này. Ví dụ như này. Có cái chỉ này. Cong cong này chẳng hạn. Lôi ra một tí này. Wow. Lôi ra một tí này. Để các bạn vẽ chuẩn nhá thì chúng ta nên lấy một cái file AutoCAD của một cái phào thực tế, sau đó thì chúng ta sẽ vẽ lại thì nó sẽ chuẩn hơn nhá. Ở đây thì mình đang vẽ một cách rất là tương đối và đơn giản để cho anh em có thể là nắm được nhá. Còn thực tế là để anh em vẽ những cái mẫu như này thì anh em phải có những cái file CAD có sẵn và anh em chúng ta phải nhìn nhá. Tại vì chúng ta nên vẽ theo các mẫu có sẵn thì lúc làm việc ấy thì thực tế thì nó sẽ chuẩn hơn nhá. Nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho cả thợ và cả kiến trúc sư, đúng không? Đây, cơ sở như này. Giờ mình lưu lại nhá. Mình lưu lại này. À, save này, đúng không? Family. Mình lưu vào cái thư mục lúc nãy đi. Mình lưu vào cái thư mục phào chỉ này. Phào chỉ này. Thì mình ghi là phào gỗ đi. Phào gỗ này. 900 chẳng hạn, đúng không? Ok, lưu lại nhá. Rồi bây giờ mình cần chỉ cần sang môi trường này thôi, đúng không? Xong rồi mình load vào là xong rồi nhỉ. Ok. Rất là đơn giản. Phào gỗ này. Ok, đưa nó vào. Rồi, edit time này. Sau đó tích vào đây. Rồi, sau đó thì mình tích vào đây. Square đúng không các bạn? Rồi. Rồi, add này. Thêm cái phào gỗ đây, phào gỗ. Đây. Apply. Mình nhìn phào gỗ này. Đó, con thấy không? Nó xuất hiện cái phào gỗ này. Đúng không? Rồi mình sẽ cho nó vào trong phần nội thất nhá, nội thất định tạo điểm. Ok, thế còn thế là nó sẽ xoay từ bên này sang bên này, đúng không? Đó, đâu đó nó sẽ như thế này, đúng không? Rồi bây giờ mình hãy thêm một cái nữa đi. Thêm một cái ở bên ngoài đi. Phào chân ngoại thất này. Rồi. Đấy, thêm một cái phào ở chân này nữa đi. Cho đẹp nha, một cái nội này, một cái ngoại này. Rồi, ok chưa? Apply. Nhìn có vẻ ổn đấy nhỉ, đúng không? Đó. Bây giờ mình muốn thêm một cái phào ở trên cái đỉnh này nữa này, cũng được này. Vào Square này, sau đó thì mình lại chọn Add đúng không? Thêm này. Một cái bên trong, cái bên ngoài đi, đúng không? Đây. Sau đó mình load một cái phào cổ điển 2 này vào này, đúng không? Phào cổ điển 2 này. Rồi, sau đó thì mình chọn một cái nội, một cái ngoại, đúng không nhỉ? Sau đó chiều cao thì mình có thể là từ tầng 1 đến tầng 2 thì nó là 3m6 đúng không? Đấy, mình có thể để là 3m36 ở đây đúng không nhỉ? Giả sử như vậy. Rồi, 36 của chúng ta đây này, nó đến cái chỗ này. Đúng không? Apply. Ok. Apply. Ok. Đó, thế các bạn thấy rằng là cái tường của chúng ta là sẽ như thế này. Đúng không? Đó. Ở đây đi, giả sử như mình sẽ để tường của chúng ta này.
mình sẽ chọn tất cả này, đúng không? Sau đó tường thì mình sẽ đi từ level 1 lên level 1 lên V2 đúng không? Và level 2 thì mình sẽ để khoảng tầm 3600. Và còn đó thấy không? Khớp luôn này. Đúng không? Đó, bức tường của ta này như thế này. Ok chưa các bạn? Con hiểu không ạ? À, nhiều người hỏi thì bây giờ chúng ta muốn tạo phào chỉ cho cái này đúng không? Tạo phào chỉ rồi thì bây giờ chúng ta muốn tạo vật liệu thì vật liệu cũng đơn giản thôi. Các bạn tích vào đây này. Đúng không nhỉ? Sau đó thì tích vào, các bạn để ý nhá, cái vật liệu của cái square này thì các bạn có thể trực tiếp chọn cái square này, và bên cạnh này nó sẽ có một cái bảng vật liệu đây đúng không, đó thì chúng ta có thể chọn thôi. Ví dụ như là phào gỗ đúng không, phào gỗ chân 900 này thì mình có thể chọn cho nó một cái gỗ, thì các bạn có thể gõ nút úp chẳng hạn đúng không nhỉ, thì nó sẽ ra được khá là nhiều loại gỗ này, ví dụ như đây đúng không, gỗ này. Sau đó thì rename đi nhá, duplicate lên, sau đó rename một chấm gỗ đúng không, đó apply ok. Apply, ok. Đó, chúng ta có thể chọn như này, khăn C này, đúng không? Sau đó chúng ta chọn đây này. Chúng ta có thể chọn tích ở đây đúng không nhỉ? Khăn V ở đây này, đúng không? Cũng được. Đúng không? Đó, apply, ok. Apply, ok. Đó, thì có thấy không? Được không gỗ không? Rất là ổn đúng không các bạn? Đó, thì đấy là cái bức tường của chúng ta. Thế thì bây giờ mình có một cái cửa sổ nhá, có cái cửa sổ như này. Đây mình có cái window mình đưa vào đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho nó to ra đi, chọn lại cửa sổ nó to to một chút như này đi, cho nó thoáng nó dễ nhìn. Ok. Thế thì các bạn để ý nhá, trong cái phần gua này nó sẽ có một cái phần được gọi là swept và revolve này. Cái hàng này thì nó sẽ giúp cho chúng ta này là làm cái phào chỉ một cách cục bộ đúng không? Còn nếu mà chúng ta vào trong tường mà chúng ta làm swept và revolve thì nó sẽ là phào chỉ mà theo cái kiểu là đồng bộ rồi đúng không? Còn cái này thì sẽ là cục bộ tại một cái vị trí nào đấy thôi đúng không? Giả sử như này, các bạn tích vào trong cái này nhá, đây tích vào swept này. Thì các bạn thấy rằng mặc định mình sẽ cho các bạn những cái phào chỉ cục bộ này, một miếng này này đúng không, một miếng này này, một miếng này này, nói chung là chúng ta cứ chọn ở đâu thì nó sẽ xuất hiện cái phào ở vị trí đó đúng không, không thích có thể xóa nó đi đúng không ạ. Đây chúng tích đây này đúng không, giả sử đây mình tích đây đi đúng không, tích đây đi ok không ạ. Rồi mình không thích cái này thì mình có thể chọn một cái lõm đi vô này, còn chọn cái lõm này. Lõm nó sẽ thủng vào như này nhỉ, đúng không các bạn? Rồi thế thì cái này cũng là một loại family thôi đúng không, và chúng ta lại edit type lên nhá, cho một cái loại khác nhé, edit type duplicate lên, mình ghi là phào đục vuông nhá, phào đục vuông. Đó, không không thì phào đục 15 nhân 20 chẳng hạn, ví dụ thế đúng không. Sau đó chúng ta sẽ chọn một cái profile 15 nhân 20 ở đây thôi đúng không ạ, đục này 15 nhân 20 đây này, có một cái phào mỗi mình chọn này đúng không nhỉ? Apply ok. Thì các bạn thấy nó đục rồi này. Đục này. Đúng không? Thì nó sẽ là cục bộ đúng không? Và anh em có thể cầm này, anh em kéo kéo nó ngắn lại được này. Đó, thì cái hay của cục bộ như này, nó sẽ tùy biến cho các bạn là cái chiều dài rồi vị trí bức tường đúng không? Các bạn có thể về cái mặt đứng này này. Mặt đứng này. Để chúng ta có thể copy đúng không? Ở đây. Copy cái này này. Copy xuống này. Đúng không? Copy xuống này. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ DI nhá, mình dim nhá, dim cái này đi, dim này, dim một loạt này, dim một loạt này, đúng không? Dim một loạt này, đúng không? Rồi mình sẽ cho nó một cái tỷ lệ là 1/50 này đi. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái dim này nhá, sau đó mình ấn nút EQ đây này. Cái việc EQ các bạn làm như này nhá thì làm sẽ nó sẽ làm cho tất cả các vị trí phào này nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Quan để ý rằng mình dim cả cái vị trí này này. Dim ở đây này, dim ở đây đúng không? Dim ở đây, dim ở đây. Đúng không? Rồi bây giờ mình ấn EQ thử nhá. Thì tất cả các cái file này nó sẽ bằng nhau, đúng không? Mọi người sẽ thấy là ở chỗ này nó xuất hiện lỗi đúng không? Ok, bây giờ mình gõ DI nhá, mình làm lại này. Mình tích vào cạnh này, tích vào cạnh này, tích vào cạnh này. Mình làm lại để cho các bạn xem một lỗi nhà nhé. Đây, đúng không? Sau đó thì mình muốn thích thêm mình chọn này, ấn nút cộng thêm cái cạnh này nữa đúng không?
Rồi, bây giờ mình thử ấn EQ nhá. Nó có báo một cái lỗi như này này. Đó. Thế thì để mà khắc phục cái lỗi này nhá, thì các bạn nhớ rằng là khi chúng ta đi ấy thì chúng ta sẽ có một số cái mẹo và cái phương pháp một tí để cho các bạn đi nó được đều nhau nhá. Thế thì nếu mà các bạn đi trực tiếp vào cái đối tượng này thì nó sẽ bị tình trạng như vậy nhá. Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi và mình vẽ thử đi. RP đúng không? RP là mặt phẳng tham chiếu đúng không ạ? RP mặt phẳng tham chiếu này. Bây giờ mình sẽ vẽ một phát ở đây. Đúng không? Vẽ một phát ở đây. Đúng không? Sau đó mình DI này. Khi mình DI thì mình DI vào cái mặt phẳng tham chiếu này nhá thì nó sẽ khác nhá. Các bạn nhìn này. Được chưa? Bây giờ mình chọn đối tượng này, mình ấn nút EQ này. Người thấy là nó bằng nhau, nó sẽ làm cho tất cả các phảo này nó bằng nhau và cả bằng cả khoảng cách này nữa. Một cái tiểu xảo là khá là đơn giản để cho các bạn làm việc nhé. Đây, đúng không ạ? Cục bộ như này, và giả sử như chỗ này này nó sẽ có thêm một cái gọi là cái ô vuông một chút chỗ này đúng không nhỉ? Thế thì các bạn có thể dùng một cái phào chỉ cục bộ tiếp đúng không, lại chọn cái này này đúng không? Phào chân cửa sổ. Rồi bây giờ mình sẽ tính tích vào đây này, tích vào phào chân cửa sổ này, nó sẽ ra được cái phào chân cửa sổ đúng không? Đó các bạn. Đó, nếu mà các bạn không thích phào chân cửa sổ thì chúng ta muốn nó lồi ra thì chúng ta lại vào đây đúng không nhỉ? Đây, vào cái swap này đi, đúng không? Chúng ta sẽ tạo một cái phào chân cửa sổ nó lồi ra nhá, duplicate ra. Chúng ta ghi là phào lồi chân cửa sổ. Vâng. Rồi sau đó mình sẽ lốp cái profile vào chân cửa sổ đây đi. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng cái cục bộ mình vẽ đây nhá. Đấy, thì có thấy không? Cục bộ nó cũng có cái hay đúng không? Bây giờ các bạn thấy rằng là chúng ta muốn gióng cái này lên cái này để chúng ta dùng lệnh AL đúng không? AL nhá, AL này. Mình tích vào cái bên dưới này này. Wow, sau đó tích vào cái bề mặt này. Nó sẽ phóng lên. Đúng không ạ? Rồi. Đó. Còn cầm có thể cầm này kéo ngắn lại đúng không? Hoặc là các bạn muốn thì chúng ta có thể dùng lệnh AL tiếp đúng không nhỉ? Chúng ta gióng cái cạnh này này. Nhớ nhá, dùng nút tab nhá. Đó, thì mình chọn cái này. Sau đó các bạn tích cái đây này. Đó, nó thu lại chưa? Tiếp tục phải chọn cái này. Đây, tiếp vào đây này. Nó thu lại. Đúng không? Đó, nó thu lại như này đúng không các bạn? Đó. Nhưng mà nhìn cái chỗ này nhìn nó có vẻ hơi xấu nhỉ? Đúng ra nó phải ngoặt vào bên trong như này đúng không nhỉ? Thế thì có một cách rất đơn giản thôi. Các bạn chọn cái phào này, sau đó thì mọi người nhìn sang bên trên này. Đây, đoạn này này. Cái này thì nó sẽ cho phép các bạn gọi là xử lý cái đầu mối ở góc nhá. Các tích đây. Đó. Sau đó các bạn tích vào cái này này. Mọi người nhìn này, nó hỏi này, bạn muốn vẽ ngoặt bao nhiêu độ? Giả sử ở đây mình bẻ ngoặt khoảng tầm là 45 độ nhé, mình chọn 45 đây. Đúng không? Mình tích đây. Đúng không? Thế các bạn nhìn này, 45 độ này. Đúng không? 45 độ này. Đúng không ạ? Đó. Tương tự này, ở đây này. Mình tích vào cái phào này, sau đó mình tích vào đây, bẻ ngoặt 45 độ này. Khá đơn giản đúng không các bạn? Được cái này chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại cái tường này mình kiểm tra nhé, xem còn cái gì nữa không nhá. Bây giờ mình tích vào tường này, mình sẽ tìm hiểu xem bên trong này còn vấn đề gì nữa cho anh em không. Mình sẽ nói hết tất cả các vấn đề của một cái bức tường này nhá. Rồi mình chọn cái tường và mình tích vào Edit Type này. Thì Edit tiếp này, đúng không? Clip View này. Rồi. Sau đó thì đây, có một cái phần này. Cái Swap thì bạn biết rồi đúng không? Làm nó lồi ra. Rồi. Còn cái revolve này thì nó sẽ làm lõm vào đúng không nhỉ? Ngoài ra ở đây nó còn có một số cái ví dụ như là cái slip này, recon này, có nghĩa là nó cắt cái đối tượng đó. Ví dụ như là nó sẽ đây slip này đúng không? Bây giờ mình chọn cái lớp vữa nhá, mình chọn cái lớp vữa bên trong này, mình chọn cái lớp vữa ở đây này đúng không? Thì nó sẽ sáng ở khu vực này này, nó sẽ sáng lên này đúng không? Sáng lên này đúng không? Sau đó mình chọn slip này đúng không? Sau đó mình giả sử mình cắt cái lớp vữa này, giả sử mình cắt ở đây nhá. Cắt một cái miếng này đúng không? Cắt đây đi, cắt đây một miếng này, cắt đây một miếng này. Đấy. Còn nhớ nhá, nếu mà chúng ta ở nút Escape là nó sẽ thoát ra khỏi cái tường như này nhá, là chúng ta lại phải edit thay, chúng ta lại làm lại đấy. Rồi edit này, rồi sau đó mình sẽ zoom này lên này, sau đó mình tích vào slip này, mình cắt ở đây đi. Nhớ nhá, đừng ở nút Escape nhá. Rồi sau đó thì các bạn tích nút Modify này đúng không? Thì chúng ta có thể chọn được các cái cạnh này, ví dụ chúng ta chọn cái cạnh này, đúng không nhỉ? Đó.
cạnh này, đúng không? Tích vào modify thì chúng ta có thể chọn những cái cạnh này được, đúng không? Rồi ở đây nó có một cái nút gọi là cái mesh region này, thì các bạn thử nhá, tích đây thử xem nó là cái gì nhá. Tích đây này, các bạn nhìn thấy có một cái biểu tượng này, biểu tượng này, các bạn thấy có biểu tượng không? Có biểu tượng như này này, cái ô vuông sau cái mũi tên như này đi, hoặc là ô vuông hoặc ô vuông mũi tên như thế này đi, đúng không? Đấy, ví dụ thế. Bây giờ mình đưa nó sang bên trái nhá, thì các bạn thấy thấy là cái ô vuông mũi tên vào trong, đúng không? Chúng ta tích vào đây phát này, đúng không? Thì mọi người nhìn đi, đó, toàn bộ những vùng vật liệu đây đã chuyển sang thay thế cái phần chat này, đúng không? Tương tự thế này, đúng không? Mình tích vào cái này, đúng không? Tích đây này, đã đưa sang này, đúng không? Đó, rất đơn giản thôi. Bây giờ mình cắt thêm cái đoạn này nữa nhá, mình lại slip này, mình cắt thêm cái đoạn này, đúng không? Sau đó mình tích đây đi, sau đó mình đưa con chuột sang phía bên phải này, mọi người thấy cái mũi tên nó đưa sang bên bên này không? Đấy, mũi tên nó chỉ như này đúng không? Đó, đây, các bạn nhìn nhá. Đó, nếu mà làm như này thì nó sẽ làm cho cái vật liệu chat này nó sẽ tràn hết sang bên này, đúng không? Đó, nói chung nó sẽ là như thế, anh em hiểu không ạ? Đó, thì nó sẽ cho các bạn xử lý nhiều các cái option liên quan đến phần tường hơn mà thôi nhá. Tạm tạm như thế là mình cũng thấy là cũng khá là sâu rồi nhỉ. Các bạn có thể rằng là thực hành nhá. Ở đây thì giả sử như mình vẽ thêm một khối đục đi. Bây giờ giả sử mình muốn cái tường này này, mình đục thủng vào hẳn bên trong này đi, xem có đục được không nhá. Bây giờ thì mình muốn đục thì mình cũng thử thôi, mình vào trong cái phần vẽ family tại dự án này, đúng không? Tích vào đây này. Đó. Sau đó thì mình chọn cái là gọi là thuộc tính là vua đi, vua này. Rồi, vua. Rồi. Đó, sau đó mình chọn ít chút đi, mình chọn một khối đục như này đi thằng này. Đục như này. Đó. Đục này. Đúng không nhỉ? Đó, đưa nó lên. Đục thủng này. Đúng không? Đục thủng này. Ví dụ như vậy nhá. Rồi, cái đoạn này thì mình nhớ nhá. Ở đây thì mình lỡ tay mình vẽ khối void solid rồi, bây giờ mình có thể chọn nó này, mình biến nó thành cái này đúng không? Void này. Với âm đúng không? Rồi mình áp dụng cái quy tắc thôi. Đầu tiên là các bạn tích vào nút cắt này đúng không? Sau đó các bạn chọn cái khối đục này. Đúng không? Sau đó các bạn chọn cái khối tường này, đúng không? Thì nó sẽ đục tường finish. Các thấy không? Tiếp tục này. Ok cho các bạn, nó sẽ đục thủng cái lỗ như này. Khá là ổn chứ đúng không anh em? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.